Ok anh cứ giữ máy giúp em. Anh Thắng, anh đang làm việc ở đâu anh? Anh đang ở Quảng Ninh à? Nhưng mà em khai ra tới với nhà anh Thắng có tại Hậu Lộc Thanh Hóa rồi, các bác nhé. Con chào bác ạ, con bên Trần Vũ ạ. Dạ, con chào bác. Dạ vâng. Đồng ý là quy thắng rất nhiều, thậm chí quá nhiều luôn. Nó nhiều lắm. Quy ra cái tiền. Dạ vâng. Thôi con xin phép bác trai. Dạ vâng, con chào bác trai. Trần Gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, lại là em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đây. Vẫn là tiếp tục các cuộc hành trình mà em đi tới các tỉnh, các địa điểm để ký nhận những tác phẩm Trần Gỗ đẹp thi công lắp đặt ở tất cả anh chị em. Thì ngày hôm nay là em Khánh mời tất cả các bác anh chị em sẽ đi về Hậu Lộc ở Thanh Hóa để cùng ký nhận một cái tác phẩm Trần Gỗ cho gia đình anh Thắng tại đây, và để xem là không gian diện tích của gia đình nhà anh trai nó là bao nhiêu mét vuông, và cũng như là anh trai chốt chất liệu gỗ gì. Thì nào mà tất cả anh chị em cùng đón xem clip và đang xem video của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc, đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video các bạn nhé. Và đồng hành với em Khánh ngày hôm nay lại có chú Hùng lái xe tiếp. Chào tất cả anh chị em. Ok, và một tí nữa thôi là em Khánh đã tới với nhà anh trai rồi, cùng đón xem clip ngày hôm nay có gì thú vị. Xin mời anh. Hello. Vâng, em đang bảo là em đang ở chỗ trường Hậu Lộc 1 đây anh. Con bên Trần Gỗ bác ạ. Dạ vâng. Nhưng mà em Khánh đã tới với nhà anh Thắng có tại Hậu Lộc Thanh Hóa rồi, các bác nhé. Con chào bác ạ, con bên Trần Gỗ ạ. Dạ, con chào bác. Dạ vâng. Anh Thắng nay không có nhà đúng không ạ? Dạ vâng, con qua con đo Trần Gỗ nhà mình luôn. Con chào bác gái ạ. Ôi, nhà mình xây lâu chưa, đẹp quá. Con chào bác gái. Dạ vâng. Anh Thắng, anh định làm Trần Gỗ ở vị trí nào bác trai? Ở đây. À, dạ vâng. Xoan với lại mu ạ? Đây là pơ mu ạ, còn đây là gỗ đỏ. Pơ mu xoan ấy. Dạ vâng, chính xác. Nói chung pơ mu chính xác. Tôi trả cho anh, nói tôi loại pơ mu là được. Nhưng mà như thế là bác trai bác biết rồi đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Chắc tuổi đời tôi hơn anh đấy. Dạ vâng. Tôi năm mấy rồi. Vâng. Cho nên các chú làm ngon ở đây. Con làm ở Hưng Lộc, Hậu Lộc. Con đến đoạn kia con mới nhớ ra là Hưng Lộc hình như là rẽ vào đoạn kia đi tiếp thì phải. Đúng rồi. Đúng đó. Rồi. Tại vì là tất cả cuộc hành trình bọn con đi con đều có clip cả, cho nên là bọn con làm Thanh Hóa rất em nhiều. Cho cho em tí tiểu cái nào ngon nhất con. Đưa cái nào ngon nhất với em. Và hai cái cây hai bên này này. Vâng. Con cứ này. Không. Con cảm ơn bọn con không dùng ạ. Anh vừa hái thì đúng đấy chứ. Tí chứ gì. Nếp cầm, nếp cầm. Em chào anh Thắng nhá. Chính ra là phải chào sếp và chào đồng chí. Em đang bảo anh là cái không gian phòng khách nhà mình sẽ làm hai cấp anh Thắng ạ. Ok, ngay bây giờ mời tất cả anh chị em sẽ lên trên đây để cùng xem không gian của gian phòng tâm linh gia đình anh Thắng ở đây. Em đo luôn các bác nhé. Anh Thắng có hay về không bác trai? À, mình làm ở gian này ạ. À, nếu mà gian này mà mình để hương tới kia thì chắc chắn là gỗ sẽ ảnh hưởng 100%, bởi vì nó quá thấp. Cái này bọn con làm mà nếu như thế này hạ, nếu mà tất nhiên phải làm phẳng. Phẳng cái chỗ này thì là cách đây khoảng tầm độ 5 phân. 5 phân. Hơi thấp. Con gọi lại anh Thắng. Này sẽ hơi bị thấp một xíu. Con xin con đo nhé. Hả?
27 này. Ba mét bảy nếu trên này chỉ có làm phẳng tại vì nếu như mà mình hạ cấp thêm nữa là sẽ bị quá bịch quá thấp. Đúng rồi. Đây, 3,1 này, 2,7. Trên này mình đi phẳng thôi ạ. Mà đi phẳng nếu như mà khi mình dùng hương thì nó sẽ bay lên cái vị trí gỗ. Con nghĩ là cũng ảnh hưởng đấy. Cái trên này một là con nghĩ rằng là mình làm một cái chất liệu gì đó khác gỗ là hợp lý. Bởi vì tất nhiên là kể cả ví dụ làm vị trí nào tất nhiên là thêm gỗ thêm tiền. Nhưng mà tuy nhiên con phải tư vấn khách hàng thật. Bởi vì cái không gian này thực sự là quá thấp. Mà bọn con bây giờ bọn con bắn gỗ nó chắc chắn phải hạ ít nhất vào tầm độ 7 phân nữa. Mà nếu như hạ cấp cài led các kiểu để mà led nó đẹp được nữa thì cũng phải hạ vào tầm độ hơn 10 phân. Mà hơn 10 phân thì bác Gia nhìn thấy là mọi thứ nó sẽ rất là thấp. Đúng rồi, thấp. Đó. Gỗ vô thì... Đúng rồi ạ. Mà bây giờ là hương mình dùng các kiểu bắt đầu là nó đen các kiểu ảnh hưởng gỗ mà thậm chí là nó còn nguy hiểm. Đó. Cho nên là con nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng một cái chất liệu gì đó khác gỗ. Vâng. Đó, như vậy thôi, là có gì con điện lại anh Thắng. Dạ vâng, dạ vâng. Bác Dài nói giật hộp là đúng là thợ mộc rồi. À, nếu như cái phòng thờ để con gọi lại anh Thắng, nó hơi bị thấp một xíu. Khói lên khói lên nó đen đen gỗ trong một chậu. Anh chị này đúng không? Cái bộ đồ thờ đúng tay em làm không? Đây tôi làm đấy, mày nhắc nguồn cho tao. Tuyệt vời. Dạ vâng. Đấy cái bộ đồ thờ đấy chú làm đấy. Dạ vâng. Đúng tay mình làm luôn đấy chứ đừng nói là ai. Anh Thắng à. Đã. Em đang bảo là cái chỗ ban thờ đó thì là nó sẽ hơi bị thấp nếu như khi mình làm trần gỗ vào. Bởi vì nếu như bọn em đã làm thì chắc chắn phải treo ít nhất là nó phải tầm 5 phân rồi. Đấy là mình đi phẳng hết toàn bộ bên trên. Và nếu mình làm như vậy thì chắc chắn là cái vị trí mà bát hương nhà mình nếu mà thấp như vậy là nó sẽ bị đen ở cái vị trí trên đỉnh trần. Nó như vậy nó khá là nguy hiểm. Nó thấp nó xấu, nó bụng chẳng. Thì chắc chắn rồi anh, thấp nó xấu. Tất nhiên là anh muốn làm chỗ nào thì thêm thì là bọn em vẫn phải thêm tiền thôi. Nhưng mà tuy nhiên rằng là em phải tư vấn thật cho anh. Cái chỗ đó anh nên làm một cái chất liệu gì nó khác gỗ là hợp lý. Hoặc là mình không làm cái chỗ đó cũng được. Mình có thể lăn sơn lại cho nó mới. Vậy thôi. Đánh nhà, nó dùng thích gỗ như đánh nhuần tít sáng nhà. Sáng nhà chỉ có pơ mu là đúng bài nhất đấy. Sáng nhất là mọi em nói là sáng nhất là thằng này. Thì gỗ thì mà tốt nhất là thằng khác. Làm cái không. Con nói với con xíu, con nói bác trai, nếu như để mà so ba chất liệu gỗ này để mà nói về độ bền, độ ổn định, pơ mu nó là hàng đầu. Nếu như pơ mu ấy nó mà dày bằng gỗ đỏ và nó chịu thuế nhập khẩu giống như gỗ đỏ, đắt ít nhất bằng gỗ đỏ trở lên, đúng không ạ? Đó, gỗ hương nó đắt hơn gỗ đỏ, nó hơn 2 triệu một mét cơ. Cái đó con không nói, con đang so với ba chất liệu cái gỗ này đó. Cho nên là nếu như bác trai hiểu là những cái vùng như là vùng đồng bào Tây Bắc người ta còn làm mái nhà bằng pơ mu, đúng không ạ? Bởi vì nó là gỗ tinh dầu cho nên là phơi khô tự nhiên tới mấy hoặc là mình sấy tới mấy thì trong gỗ nó vẫn có độ ẩm nhất định, và đó chính là lý do tại sao pơ mu cực kỳ bền. Đây là màu này là màu thô mà mộc của gỗ. Tất nhiên là khi một con phun là sẽ giữ lại cái vẻ đẹp của gỗ, đẩy hơi vàng nhẹ một xíu để cho đồng đều hết. Chú nói trước nhá, chú giao kèo luôn mà chú này. Không, bọn con mang đồ thô. Mang đồ thô. Nguyên thủy gỗ. Ví dụ như cái gỗ của cháu nghe con. Nó hơi một tí cháu chú chấp nhận. Không. Đấy, nguyên thủy gỗ. Đúng rồi, chính xác. Con đang bảo bác trai như thế này, có là khi bọn con mang đồ tới tất cả đều là đồ thô, đồ mộc chứ không phải phun màu ở nhà. Không làm. Ngày xưa là bọn con sẽ phun màu lót ở nhà trước để nay mai phun để là hoàn thiện các kiểu cho nó dễ. Nhưng mà tuy nhiên thị hiếu của đại đa số khách hàng bây giờ họ muốn ngắm cái đồ mộc cho thực tế để tránh những cái vấn đề bọn con là che khuyết điểm. Đó nó là như vậy. Cho nên là bọn con tất cả đều phun một lớp lót ở nhà nhưng lót đó là lót không màu. Rồi. Bởi vì lót sữa bác trai làm thằng bác trai hiểu. Bởi bọn con lót xong đến đây còn lót một lần nữa. Sau đó mới phun sơn cơ, phủ bóng cơ, nó là như vậy, không lót thì không thể làm được. Đúng không ạ? Không lót thì là giáp rồ, nó không thể chuẩn. Nó là như vậy, bác đã làm thằng Bọc bác có hiểu. Mà bố con đến năm nay là 37 năm rồi thằng Bọc rồi. Từ cái đời mà từ cái thời mà 3.000 đồng một ngày công một ngày lương cơ. Bố con sinh năm 69. 69 hơn chú
chắc phải ông đây này. Đi ạ, dạ này. Vâng, dạ vâng. Đó, cho nên là bác trai bác gái cứ yên tâm. Mày bằng tuổi con tao thôi. Dạ vâng. Mày quá lắm, năm nay hai mấy tuổi bao nhiêu? Dạ vâng. Hai mấy tuổi bao nhiêu mà. Cùng lắm bằng cỡ Như thôi chứ không hơn nữa thằng Minh. Bằng cỡ Như. Mẹ có bay đầm để về già nên là cứ quét cái chỗ nào chỗ bông cứ mẹ chắc chắn là không gian này đã thay đổi khác hoàn toàn. Bác gái bác trai cứ yên tâm. Ôi anh chị cứ tin em nói nè, tại sao qua em vô em nói chị cứ để cho cháu làm nó vừa điện tử không cái việc chị nói là chị nói vâng đóng đi em nói chị trong lương tâm chị cũng thích đúng không đẹp tự nhiên đẹp mất bay tiền đẹp tiền đẹp đẹp cháu nhà quy thằng thóc của ba nó tất thóc của cô nếu mà như thế thì khó để sở hữu trần gỗ lắm bác gái công nhận con đồng ý là quy thóc nó rất nhiều thậm chí quá nhiều luôn nó nhiều lắm quy ra cái tiền lương của cái ông đi làm bệnh viện bác sĩ này à vâng à năm triệu bạc ra là bác trai là bác sĩ tháng 5 triệu bạc ra vậy tuyệt vời luôn ạ thành tích vâng. Không có lương các bạn chị em thân mến, hiện tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vừa rồi là đo đạc các kiểu và chốt cho bác gái, bác tên là Thơ và cũng như là người con trai của bác gái đó chính là anh Thắng. Thì anh Thắng đang công tác ở tại Quảng Ninh. Thì ngày hôm nay thì là em Khánh có về tại Hậu Lộc, Thanh Hóa để cùng ký nhận một cái tác phẩm Trần Gỗ với chất liệu là gỗ pơ mu cho toàn bộ không gian của phòng khách, phòng bếp và cũng như là trượt cầu thang cho gia đình anh. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái không gian trước khi bên đơn vị Trần Gỗ miền Bắc thi công cho gia đình anh Thắng tại đây các bác nhé. Với không gian phòng khách thì em Khánh thiết kế cho anh trai đó chính là mẫu trần, là mẫu trần 2 cấp. Ở giữa sẽ là mặt chống đồng ở giữa các bác nhé. Và đi sâu bên trong đó chính là không gian của gian bếp, gian phòng ăn. Thì ở đây em Khánh thiết kế cho gia đình anh vẫn là mẫu trần 2 cấp. Ở đây sẽ là một ô trống các bạn nhé. Và chắc chắn là cái vị trí của cái quạt này nó sẽ di chuyển ra giữa này. Đó. Và chứ như vậy còn thiết kế cả trượt cầu thang đến tận vị trí này cho gia đình anh Thắng luôn. Đó. Ok, một lần nữa thì cảm ơn anh Thắng, cảm ơn bác gái, bác trai rất nhiều có tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Thôi con xin phép bác trai bác gái nhé. Con chào bác, con chào bác. Dạ vâng. Cái chống đồng là cái này cháu biết chống đồng đúng không? Dạ vâng. Kia cũng chống đồng đúng không? Chính xác ạ. Con sẽ làm mẫu đẹp. Làm đúng chống đồng làm sơn nhá. Còn không được bỏ. Không, thế này chống đồng Đông Sơn thì bất cứ cái họa tiết gì bọn con đục đều đục được hết. Nhưng mà tuy nhiên bọn con sẽ lựa cái chống nào làm sao cho nó đẹp nhất, cho nó phù hợp với không gian này nhất. Đó. Ví dụ đôi khi bác trai cảm thấy cái chống đó nó đẹp nhưng mà đại đa số người ta lại thấy không thấy đẹp. Đó nó là như vậy. Chú nói với cháu này. Mày cứ làm cái chống đồng đúng chống đồng Đông Sơn. Thì chống đồng Đông Sơn con sẽ để bên trong kia. Nếu như hai cái họa tiết mà lập bên ngoài, bên ngoài. Nói chung là để bọn con thiết kế. Nói chung là để bọn con thiết kế nó sẽ là đẹp đẹp nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là kể cả vị. Dạ vâng. Thôi con xin phép bác trai. Dạ vâng, con chào bác trai. Cho nên là bác trai bác gái cứ yên tâm một điều là con sẽ làm đẹp nhất. Con chào, cảm ơn bác ạ. Dạ vâng, con chào bác gái. Dạ vâng, con xin phép. Con chào bác nhá. Hẹn bác một ngày gần nhất con quay trở lại đây con làm đẹp toàn bộ không gian này và hy vọng vẫn gặp lại bác trai. Rượu con hơi sợ. Con xin phép ạ. Dạ vâng, con chào bác trai. Con chào bác gái nhá. Con chào bác trai nhá. Dạ vâng, con chào bác. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn các bác anh chị em rất nhiều đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc và cảm ơn anh Thắng, cảm ơn bác trai bác gái, người là người bố, người mẹ của anh Thắng rất nhiều có tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đã lựa chọn đơn vị Trần Gỗ miền Bắc để làm đẹp toàn bộ không gian của phòng khách, ở không gian của phòng bếp. Ok, cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Và bây giờ xin chào tất cả chị em, xin chào. Trần Gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.